Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại đảo Mallorca của Tây Ban Nha để phản đối du lịch đại trà. Mang theo mô hình máy bay và tàu du lịch tự chế, người biểu tình đã đi qua các con phố với các biểu ngữ ghi không du lịch đại trà và ngừng máy bay tư nhân. Đây là cuộc biểu tình mới nhất phản đối du lịch đám đông ồ ạt tại nước này. Những người biểu tình cho rằng du khách làm tăng chi phí nhà ở và khiến cư dân không thể sống trong trung tâm thành phố. Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, sau Catalan, quần đảo Balearic, trong đó có đảo Mallorca, là khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất năm ngoái ở Tây Ban Nha với 14,4 triệu du khách.